Chúng ta vừa học xong 3 nội dung của tiết 22, đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện và chỉ có cuộn dây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vận dụng các kiến thức của bài này vào giải một số bài tập. Chúng ta xét bài tập thứ nhất. Các em ghi đầu bài. Một tụ điện có điện dung 31,8 farad mắc vào mạch điện xoay chiều thì có dòng điện I bằng 0,5 cốt 100 pt ampere đi qua. Tìm dung kháng của tụ điện và viết biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ. Bây giờ tôi sẽ đi tóm tắt bài toán này. Bài toán cho chúng ta ở đây điện dung của tụ điện là 31,8, vậy đây C bằng 31,8 farad. Thì dòng điện ở trong mạch này có cường độ là I bằng 0,5 cốt của 100 pt ampere. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta đi tìm dung kháng, tức là đi tìm ZC và viết biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải bài toán. Để giải bài toán điện, các em luôn luôn phải nhớ rằng khai thác cái phương trình người ta đã cho. Vậy thì từ phương trình của Y, chúng ta rút ra ngay được là tần số góc omega bằng 100 pi radian trên giây và I0 bằng 0,5 ampere. Bây giờ chúng ta dựa vào biểu thức để đi tìm dung kháng ZC bằng 1 trên C omega. Thì omega chúng ta đã có sẵn vào đây rồi. Các em chỉ việc thay điện dung C vào và tính toán, chúng ta sẽ ra được giá trị của ZC chính là bằng 100 ohm. Từ đây chúng ta đi viết phương trình UC. Chúng ta biết rằng là hiệu điện thế ở hai bản tụ luôn chậm pha hơn dòng điện một góc pi trên 2. Vì thế mà phương trình hiệu điện thế ở hai đầu tụ này sẽ là U0 cốt của 100 pt trừ pi trên 2. Vậy vấn đề ở đây chúng ta phải đi xác định U0. U0 bằng I0 nhân với ZC. Mà I0 ở đây là 0,5 ampere, cho nên thay vào chúng ta sẽ ra là 50 V. Vậy phương trình hiệu điện thế ở hai bản tụ có dạng là UC bằng 50 cốt của 100 pt trừ pi trên 2 V. Đấy chính là cái bài toán thứ nhất. Bây giờ chúng ta xét sang bài toán 2.
Các em ghi đầu bài. Một cuộn dây có điện trở thuần 10 ôm. Mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế. Được mô tả bởi phương trình U bằng 5 cốt của 100 pi t vôn. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 0,25 ampere. Câu thứ nhất. Tìm tổng trở của cuộn dây và độ tự cảm của nó. Câu thứ hai. Viết phương trình cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây. Với đầu bài này, chúng ta có thể ghi tóm tắt như sau. Bài toán cho chúng ta các dữ kiện sau đây. Ở đây, người ta cho điện trở thuần của cuộn dây, tức là R con, bằng 10 ohm. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây có phương trình là U dây bằng 5 cốt của 100 pi t. Thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng của nó có nghĩa là giá trị Y bằng 0,25 ampere. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta phải đi tìm những đại lượng nào. Thì thứ nhất là bắt chúng ta đi xác định xem tổng trở của cuộn dây là bao nhiêu. Vậy có nghĩa là đi tìm Z dây. Thứ hai, đi tìm độ tự cảm của ống dây đó. Câu thứ hai, người ta yêu cầu chúng ta phải đi viết phương trình cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây này. Vậy thì chúng ta đi giải bài toán. Thế thì ở đây các em lưu ý cho là người ta cũng cho chúng ta phương trình hiệu điện thế. Vì thế mà chúng ta phải đi khai thác phương trình này. Vậy thì từ phương trình hiệu điện thế, chúng ta thấy ngay được tần số góc omega bằng 100 pi radian trên dây. Điều thứ hai là hiệu điện thế cực đại U0 của cuộn dây chính là bằng 5V. Bây giờ chúng ta phải đi tìm xem tổng trở của nó là bao nhiêu. Vậy thì chúng ta thấy ngay được từ hiệu điện thế 5V này, ta có thể suy ra ngay giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế bằng U0 chia cho căn 2. Và anh này bằng 2,5 căn 2. Vôn. Vậy thì ta có ngay tổng trở của cuộn dây sẽ là bằng hiệu điện thế chia cho cường độ dòng điện. Và anh này chính là 2,5 căn 2 chia cho 0,25. Và tính toán ra chúng ta sẽ ra được giá trị của tổng trở này là 10 căn 2 ohm. Đấy là cái giá trị thứ nhất. Thế thì đối với tổng trở của nó là 10 căn 2 ohm, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm ra được cảm kháng theo công thức tính tổng trở của cuộn dây bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng với ZL bình phương. Vậy thì từ đây chúng ta thay vào, ta sẽ tìm ra được cảm kháng của nó chính là bằng 10 ohm. Từ cảm kháng bằng 10 ohm, dễ dàng tìm ra được hệ số tự cảm của cuộn dây
chính là bằng ZL chia cho omega. Và nó chính là bằng 10 trên 100 pi. Vậy anh này bằng 0,1 trên pi, đơn vị đo bằng Henry. Vậy đấy chính là cảm kháng của cuộn dây. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu thứ hai là đi viết phương trình cường độ dòng điện chạy trong mạch. Thì ta biết rằng là phương trình cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây này sẽ là I bằng I0 cốt của 100 pi t và trừ đi phi dây. Bởi chúng ta biết là hiệu điện thế nhanh pha hơn dòng điện, cho nên dòng điện chậm pha hiệu điện thế. Vì thế mà đây là dấu trừ. Thế để viết được đầy đủ phương trình này thì chúng ta phải đi tìm cụ thể các đại lượng. Thứ nhất là I0. Thế thì chúng ta có I0 bằng, theo đầu bài người ta đã cho chúng ta I bằng 0,25 ampere. Cho nên nó chính là bằng I nhân với căn 2. Vậy anh này bằng 0,25 căn 2 ampere. Bây giờ chúng ta phải đi tìm phi dây. Vậy theo công thức tính tang của phi dây chính là bằng ZL chia cho R. Vậy ZL ở đây chúng ta đã đi tìm ra bằng 10 ohm và R theo đầu bài cho là 10 ohm, cho nên anh này bằng 1. Từ đó chúng ta dễ dàng tìm ra được phi dây bằng pi trên 4. Chúng ta nhớ cho là cái độ lệch pha này đơn vị tính theo radian, cho nên phải là pi trên 4 chứ không được để là 45 độ. Vậy từ đây thay vào trong phương trình, ta có phương trình I bằng 0,25 căn 2 cốt của 100 pi t trừ pi trên 4 ampere. Đấy là phương trình dòng điện chạy qua cuộn dây. Bây giờ chúng ta xét sang đến ví dụ thứ 3, bài toán 3. Các em ghi đầu bài. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều có hiệu điện thế bằng 9V thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là 0,5 ampere. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng cũng đúng bằng 9V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây lúc này là 0,3 ampere. Hãy xác định điện trở và cảm kháng của cuộn dây. Với đầu bài này, chúng ta có thể ghi tóm tắt như sau. Trước hết là người ta có một cái cuộn dây, đặt vào hai đầu cuộn dây này một hiệu điện thế một chiều có giá trị bằng 9V. Thì người ta thấy rằng là cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 0,5 ampere. Nhưng nếu bây giờ đặt vào một cái hiệu điện thế xoay chiều có tần số là 50 Hz và cũng có giá trị hiệu dụng
bằng 9V. Thì người ta lại thấy rằng cường độ dòng điện hiệu dụng của nó là 0,3A. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta hãy đi xác định thứ nhất là điện trở của cuộn dây này, tức là điện trở thuần R xem bằng bao nhiêu. Và thứ hai là cảm kháng. Vậy chúng ta nhớ cho cảm kháng chính là ZL. Và từ ZL này dễ dàng có thể tìm ra được là L bằng bao nhiêu. Thế thì trước hết là chúng ta thấy với dòng điện một chiều thì người ta thấy ngay được là điện trở của nó sẽ là bằng hiệu điện thế chia cho cường độ dòng điện. Và anh này bằng 9 chia cho 0,5. Và anh này bằng 18 ohm. Nhưng bây giờ nếu chiếu vào đối với hiệu điện thế xoay chiều thì chắc chắn lúc này là ở trong mạch này phải có hệ số tự cảm, cho nên nó có cảm kháng và nó gây ra cho trong mạch này một dòng điện xoay chiều. Vì thế mà chúng ta có thể tìm ngay ra được tần số góc omega bằng 2πf. Thay F vào chúng ta có nó chính là 100π radian trên giây. Vậy thì từ đây chúng ta thấy ngay được là tổng trở của cuộn dây lúc này chính là bằng hiệu điện thế chia cho cường độ dòng điện. Và chúng ta có anh này là 9 chia cho 0,3. Vậy thì tổng trở của nó lúc này sẽ là 30 ohm. Mặt khác chúng ta biết được là theo công thức tính tổng trở của cuộn dây thì bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng với ZL bình phương. Cho nên thay vào chúng ta sẽ tính được cảm kháng ZL. Và tính ra ZL chính là bằng căn bậc 2 của ZZ bình phương trừ đi R bình phương. Và thay số vào chúng ta sẽ ra được bằng 24 ohm. Vậy thì từ đây dễ dàng tính được L bằng ZL chia cho omega chính là bằng 24 chia cho 100π chính là bằng 0,24 chia cho pi Henry. Thì đấy là toàn bộ các cái bài tập ứng dụng của nội dung kiến thức chúng ta vừa học. Tóm lại qua bài này, các em cần phải lưu ý cho đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu tụ luôn luôn chậm pha hơn dòng điện một góc pi trên 2. Còn đối với cuộn dây thì hiệu điện thế luôn nhanh pha hơn dòng điện một góc phi dây. Và góc phi dây này được xác định theo công thức tan phi dây bằng ZL chia cho R. Và tổng trở của cuộn dây được xác định theo công thức ZZ bằng căn bậc 2 R bình cộng ZL bình.
Bài học đến đây là kết thúc. Chúc em nắm được nội dung kiến thức và hoàn thành tốt các bài tập tự giải. Chào các em.